Tối qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức giải khiêu vũ thể thao quận Thanh Khê lần thứ 2 năm 2020. Giải khiêu vũ thể thao quận Thanh Khê lần thứ 2 năm 2020 với sự tham gia của 11 câu lạc bộ, gồm 150 vận động viên thi đấu ở hai vòng tự chọn và bắt buộc, với những màn biểu diễn hình thể cùng âm thanh sôi động đầy cảm xúc. Các vũ công đã mang đến nhiều tiết mục khỏe khoắn, thể hiện những nội dung lành mạnh gắn với cuộc sống và nhu cầu công chúng yêu thích khiêu vũ hiện nay. Thông qua giải, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn khiêu vũ giữa các câu lạc bộ trong địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao các cấp quận Thanh Khê lần thứ 6 năm 2021-2022.